xin chào tất cả các bạn mình là thùy uyên và đây là video đầu tiên của series one minute photoshop của mình và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một thủ thuật để fill vào những cái vùng hình ảnh còn thiếu trên hình như thế này mình bắt đầu ha thì các bạn có thể thấy là với cái hình này chúng ta bị thiếu hai cái vùng ở hai bên bởi vì mình muốn mở rộng cái hình ra thì cách để mình fill màu vào đây là các bạn có thể tạo một cái vùng chọn cho cái phần còn thiếu này và các bạn nhớ là cái vùng chọn nó sẽ lấn vào trong hình một chút xíu. Rồi tiếp theo các bạn nhấn Shift F5, mở cái bảng fill ra và trong bảng fill này, cái phần content này các bạn sẽ chọn là content là que, click OK. Thì lúc này hình của mình cũng sẽ được fill ra một lớp như thế này. Tương tự mình cũng tạo một vùng chọn ở bên này lấn vào trong hình một chút xíu. Các bạn có thể nhấn phím tắt là Shift F5 hoặc là có thể vào trong menu Edit chọn Fill. Trong ô content này vẫn click chọn content là que rồi ok. Lúc này thì hình của mình sẽ được chọn nó như thế này. Nhưng mà bên này các bạn có thể thấy là cái vùng mây nó không được đẹp. Thì mình sẽ tạo một layer mới và xài công cụ là healing brush hoặc là clone stamp. Ở phần trên này mình sẽ chọn cái phần sample là current and below. Rồi các bạn giữ phím N, click vào một vùng bất kỳ rồi sau đó là copy nó ra vào những cái vùng mà mây còn thiếu này cho nó đẹp. Mình hy vọng rằng với thủ thuật nhỏ này của mình sẽ giúp ích cho công việc của các bạn nhiều hơn và các bạn nếu thích những video của mình vui lòng giúp mình chia sẻ đến bạn bè của các bạn nhé. Và cũng đừng quên subscribe kênh youtube của mình tại youtube.com suyệt info ship -gạch design. Xin chào và hẹn gặp lại.